Audio Jungle. Xin chào bà con. Thì hôm nay mình đang có mặt tại vườn của anh Mai Giang, thuộc ở xã Phan Rang, huyện Cà Rông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Thì hôm nay mình đến nhà để hướng dẫn và thăm vườn và kiểm tra lại cái vấn đề sầu riêng của anh và không có ra hoa. Thì hôm nay mình đã cho anh kích một lần rồi. Thì hôm nay mình đến kiểm tra về cái tỷ lệ sau khi kích một lần thì cây đã ra hoa và nhú mắt cua được bao nhiêu phần trăm. Thì toàn bộ vườn này mình sẽ đi quay cho con xem về sầu riêng đã kích một lần và đã để ra hoa, nhú mắt cua cũng được bao nhiêu phần trăm. Thì hôm nay mình kiểm tra và hướng dẫn cho bà con nông dân tại vườn luôn và những công tác kích xong và cần làm gì. Như trên cây sầu riêng này bà con xem á, thì lúc đầu á, hôm trước mình đến vườn thì bà con nông dân, thì anh Mai Giang cũng chia sẻ rằng là không thấy ra hoa, phun nhiều dòng thuốc mà không thấy ra hoa. Thì hôm nay mình đã cho anh kích một lần thì sầu riêng đã ra hoa và tỷ lệ ra hoa cũng bắt đầu là hiện tượng ra và có hai lứa ra trước và ra sau. Vì cái hiện trạng này do lúc ban đầu thì quá trình bón phân và cân đối và kích của anh không có đạt theo nhu cầu thì anh làm lung tung hết. Thì hôm nay mình đã cho anh kích một lần á, thì mình quay lại kiểm tra con xem á, tỷ lệ bắt đầu nhú mắt cua và ra ngồng hoa cũng rất là nhiều rồi, ra rất là đều, hầu như là cành và thân nào cũng ra hết. Hiện tại nước tưới thì mình vẫn chưa cho anh tưới nước, mà hôm nay mình kiểm tra và cho anh phun thêm một lần nữa để cho tỷ lệ ra hoa đồng đều. Sau đó một thời gian mình sẽ kiểm tra và xem những cái cây sầu riêng nào mà hoa ra lượng hoa đều thì bắt đầu mình tiến hành nhấp nước, để tránh tình trạng cây nhú mới được 30% 20% mà con nhấp nước sớm quá thì tỷ lệ cây lại không ra hoa luôn. Vì thật sự đối với cái hiện trạng mà kích sầu riêng không ra bông á, rất nhiều bà con dân ta bị rất là nhiều, hầu như năm nào cũng bị. Một phần á, thì do thời tiết, một phần á, thì do kỹ thuật bà con nông dân chúng ta. Có rất nhiều nguyên nhân và lý do. Có những bà con nông dân á, thì làm muộn mà con lạc lưới hoa đầu bỏ kích lần hai thì thời tiết thất thường không phù hợp á, thì cũng không ra. Cái đó mình chia sẻ lại thôi. Còn quay lại vấn đề chính vườn của anh Mai Giang này á, thì mình quay con xem á, hầu như cành nào cũng đã ra sau khi kích một lần á. Mình sẽ hướng dẫn cho anh kích lần 2 thì cũng được tầm 7 ngày rồi thì mình cho kích lần 2. Thì về độ ẩm gốc thì đất đang khô, cũng chưa cho tưới nước. Thì thật sự thì những bà con làm sớm thì bây giờ bông đã lớn rồi. Còn những vườn mà hiện tại như vườn mình đang qua con xem thì thuộc vào sầu riêng cũng muộn đối với khu vực mà ở huyện Cà Rông Búc với riêng nha. Còn những khu vực khác thì tùy vào vườn và tùy vào bà con. Thì cũng có những vườn thì đã bắt đầu xả nhị, có những vườn bông đang lớn và có những bông cực đại, chung rất nhiều vườn tùy. Thì mỗi ngày mình đi thăm vườn mà kiểm tra từng vườn thì mình đều chia sẻ cho con những clip khác nhau. Thì như đối với những cây sầu riêng mà đang chớm nhú mắt cua như thế này, mình cũng chia sẻ với nông dân là tạm thời vẫn xiết nước và đã kích thêm lần hai, đã khi ra nhiều rồi chúng ta tiến hành tưới nước. Và sau khi kích xong thì mình cũng hỗ trợ nông dân thì mấy vấn đề cơ bản như là phun nấm bệnh nè, côn trùng chích hút nè, nhện đỏ rồi xử lý hết những vấn đề cơ bản đó. Và sau đó thì mình tiến hành phun canxi để dưỡng hoa, dai cúng hoa. Và một số bà con thì nếu mà trường hợp cây chúng ta đuối quá thì chúng ta phải điều tiết phun qua lá để giúp cho lá chúng ta ra đọt để bù tán lại cho đều. Cái thứ hai nữa là vừa kéo đọt vừa giúp cho cây kịp xả nhị, không phát đọt, tránh tình trạng ta chặn đọt. Thì thật sự đối với cây sầu riêng á, thì bà con nông dân chúng ta có rất nhiều phương án, ngoài chặn đọt ra bà con có thể kéo đọt hoặc nhiều đọt. Nói chung là tùy vào kỹ thuật và tùy vào cái nhu cầu và tùy vào cái kinh nghiệm của bà con nông dân mà chúng ta có những cái phương pháp khác nhau để điều tiết cây sầu riêng. Thì đối với những bà con nông dân làm lâu năm thì khác, còn đối với những bà con nông dân mới làm lần đầu thì không có kinh nghiệm. Thì qua đó đối với clip này thì mình sẽ nói hết những vấn đề cơ bản để cho bà con nông dân chúng ta làm. Thì clip này mới là giai đoạn là kích hoa, ra mắt cua. Thì những giai đoạn sau thì khi ra hoa thì mình cũng hướng dẫn luôn bà con bón phân gì, hàm lượng bao nhiêu thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho bà con luôn. Thì vườn này thì
mình quay thực tế luôn con xem á, có cây đang ra và có cây đang nhú, hầu như là bắt đầu chớm nhú hết rồi. Cái này là mình đi kiểm tra nên để cho một số bà con dân chúng ta là so sánh vườn mình có bị hiện trạng như thế này không. Khi bị như thế này thì phương pháp nào khắc phục được, đó là vấn đề đầu tiên mà mình hướng dẫn cho bà con. Thì vườn này thì đối với khu vực này thì đa số nông dân trồng sen với cà phê tiêu, thì hầu như kinh tế của bà con dân ta trồng sen canh là chính. Nhưng với đó công tác mà chăm sóc cũng đòi hỏi là khác nhau so với những bà con trồng trặc, và hệ thống nước tưới cũng khác nhau so với những bà con đã chuyên lắp hệ thống tưới nhỏ giọt. Thì đối với những cái cây mà ra hoa nhiều thì mình cũng hướng dẫn cho bà con nông dân là tưới nước và bón phân NPK. Thì tùy vào vườn, thì đối với vườn này thì mình cho bón 3 số. Có những vườn thì mình cho bón 20-10-10, có những vườn nói chung là tùy vào vườn và tùy vào thổ nhưỡng mình cho bà con bón khác nhau. Thì hàm lượng thì cho bón tăng dần. Thứ nhất là để cho cây chúng ta đủ dinh dưỡng để nuôi vào hoa và nuôi vào cây. Thì trong giai đoạn ra hoa thế này thì cây chúng ta cũng cần một lượng dinh dưỡng rất là lớn. Và các vấn đề điều tiết qua lá thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân tại vườn luôn. Thì một lần nữa bà con cứ theo dõi hết video đi. Mình sẽ quay rất là chi tiết về cái vấn đề mà thăm vườn sau một lần kích và những vấn đề quan trọng để hướng dẫn cho bà con nông dân, để bà con nông dân ta có những cái phương án trồng và chăm sóc khác nhau. Đó là đối với những người lần đầu làm sầu riêng, còn những người làm chuyên nghiệp thì sẽ có những cái biện pháp khác nhau. Cái này mình quay và chia sẻ đối với những bà con nông dân ta đang có hay có thể tham khảo đối với clip này để chúng ta áp dụng vào vườn ta hiện trạng mà đang có hoa, có sầu riêng mà chưa kích được hoa thì có thể kích thêm một hai lần nữa sẽ ra. Đó là vấn đề mình chia sẻ theo quan điểm cá nhân của mình. Thì bà con cứ theo dõi hết clip đi. Mình sẽ quay toàn bộ cái vườn này rất là chi tiết. Xin cảm ơn bà con ạ.